Ra trại giam nên giờ đẹp vậy hả chị? Ừ đúng rồi, chị mới ra trại em ơi. Mới ra được mấy ngày bị bắt đi lao 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 công khổ sai nên bây giờ da đen phải dưỡng dưỡng trắng lại nè, thấy chưa? Phải đi làm đẹp nè, không có tiền đi spa. Mình chỉ mua một bộ sản phẩm này có 1.470.000 thôi nhưng mà da đã đẹp mướt mát như là công chúa. Đây. Bây giờ mình sẽ dùng bộ 4 sản phẩm của Skin ACE, AEC chứ. AEC nha mọi người. Đây là bộ sản phẩm dưỡng trắng da. Tại vì đang đi qua ngoài nắng, nắng quá à, cháy da luôn rồi. Bây giờ mình phải tranh thủ dưỡng da. Để thôi tí nữa mà quay lại đúng cái cảnh mà da đẹp của mình thì sẽ bị sai đắt con. Đó. Đây bây giờ tranh thủ mình làm đẹp tí nha. Mình giới thiệu sơ qua 4 sản phẩm trước. Đây là sản phẩm kem tắm trắng hàng ngày, là thay cho những cái sữa tắm hàng ngày của mình. Kem tắm trắng hàng ngày là tẩy tế bào chết nè, dưỡng da, mịn da. Nếu mà nhớ không lầm là chiết xuất từ từ dâu tằm. Dâu tằm là một trong những sản phẩm thiên nhiên mà những cái sản phẩm này lại được sản xuất từ Hàn Quốc và có nhà máy ở Việt Nam mình sản xuất ra. Nhưng mà những cái công thức, những cái tinh chất trong đây là từ Hàn Quốc nha mọi người, nên mọi người yên tâm về chất lượng của sản phẩm này. Thúy Ngân là được bạn Linh giới thiệu cho sản phẩm này sử dụng và cảm thấy rất là yên tâm, tại bữa giờ đi quay toàn ngoài nắng thôi. Đây bây giờ mình sử dụng thử nha. Đây là để mình giới thiệu tiếp. Đây là kem tắm trắng hàng ngày với than hoạt tính. Còn đây là kem ủ trắng than hoạt tính nha mọi người. Đây là kem ủ trắng than hoạt tính. Ủ trắng này chỉ có 490.000 thôi nhưng mà sẽ đem lại một làn da như mơ, như công chúa luôn. Là vừa mịn vừa trắng. Mình ủ xong rồi mình mới dưỡng trắng lên. Đây là kem dưỡng trắng ban đêm và ban ngày, vừa dưỡng trắng da, mịn da, hồng da, nói chung là cái gì cũng có. Chỉ cần làn da nào mà kể cả những bạn có làn da bị giống như là bị chai, bị lì, bị đồi mồi, bị nám da, nhưng mà kiểu giống như mình tắm nhiều cái sản phẩm nhưng mà nó không bật tông thì mình tắm cái sản phẩm này nó vẫn bật tông nha. Thôi bây giờ chị sẽ test thử lên da cho mọi người xem luôn, để tí nữa tranh thủ trong vòng 20 phút mình test đó, mình ủ trên tay của mình đó, thì khi mà 20 phút sau nó sẽ thay đổi như thế nào. Mình nói đó, thì nó chỉ là lời nói thôi, còn bây giờ mình phải thực hiện hành động luôn để cho mọi người cùng xem nha. Đây nè mọi người thấy không, đây là than hoạt tính đó. Cái này gọi là có chất thải độc da, những cái độc tố trên da nè, mình đi nắng nhiều nè, xong rồi mình thải độc da ra. Trước tiên á, thường thường á là chị sẽ tắm sữa tắm trước. Sữa tắm của cái này là bộ chiết xuất từ dâu tằm nha, mịn da lắm. Mình tắm xong rồi mình sẽ xức than hoạt tính lên đó, thơm lắm mọi người ơi, mùi kẹo nè. Mình xức thử lên nha, mình phải xức dày lên nha mọi người. Cái này một tháng, ủa một tuần là mình xài một lần. Nếu mà một tuần mình xài như vậy á, thì mình xài được từ 45 cho đến 60 ngày. Đó, mọi người thấy không? Mình phải xức thêm đi. Đó, xức cho dày dày chút xíu. Cưng không? Trời ơi, chị quay ngoài nắng đen quá nè, bây giờ phải đi làm đẹp thôi. Mà bây giờ không có thời gian đi spa luôn. Mình phải mua cái bộ này về để mà mình xài. Xài bữa giờ mấy lần rồi á, thấy nó thích lắm luôn. Mỗi lần mình đi ra nắng về là mình phải xài. Để mình dưỡng da của mình lại chứ mà để hả? Lâu quá là coi như bị nám luôn, bị cháy da. À đây, đây chị sẽ nói lại nha. Đây là dưỡng trắng ngày, dưỡng trắng đêm. Đặc biệt cái dưỡng trắng ngày bên đây á, là mình phải xức 20 phút trước khi ra ngoài. Tại vì có chống nắng, chống tia tử ngoại nè, chống UV. Nói chung là 50 cộng cộng lận. Nên mình yên tâm đi. Chị thường chỉ xài khoảng 50 thôi. Còn 80 thì ít lắm. 80 thì mình để đi biển, còn 50 là dưỡng da hàng ngày là đã đủ trắng rồi. Vừa mịn da, nó thay vì mình đánh một cái lớp kem nền mỏng mịn lên da thì mình xài cái dưỡng da ban ngày, còn ban đêm á là dưỡng cho mình mịn da, trẻ hóa da, nói chung là giảm cái quá trình lão hóa da đó. Tại vì phụ nữ mình nó đi ra ngoài làm việc nhiều rồi, tiếp xúc với bụi bẩn thì sẽ mau bị hư. À thôi bây giờ mình sẽ nói đây là ủ trắng than hoạt tính, còn đây là sữa tắm hàng ngày. Mọi người không tin á, thì đây là giấy chứng nhận sản phẩm nha mọi người.
có giấy chứng nhận sản phẩm đàng hoàng, chị không xài những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc. Kem trộn là cái thứ hai. Cái thứ ba là những cái sản phẩm mà có những cái chất giống như là corticon nè, rồi những cái chì nè là chị không sử dụng. Nếu như mà mọi người tìm ra được những cái chất chì, những cái corticon trong này á, thì bên chị sẽ hoàn tiền và đền 100 triệu luôn nha. Ai muốn kiếm tiền thì mua về xài đi, rồi mình ráng tìm ra cái chất corticon là sẽ được 100 triệu nha mọi người. cái này là hả, ủng hộ mọi người luôn. Tại vì chị đã xài rồi, chị không xài những cái sản phẩm này. Nói chung là da của mình mà, thật ra ai cũng phải yêu quý da của mình á. Mình là người sử dụng đầu tiên, nếu mình cảm thấy không được á thì mình đâu có dám sử dụng nữa đâu. À, và mình còn có voucher giảm 100.000 cho lần sau, lần mua thứ hai đó, và free ship luôn. Mọi người ơi, đang chương trình khuyến mại rất là nhiều ưu đãi. Nếu như mọi người trễ một nhịp thôi là mọi người sẽ không được mua những cái sản phẩm ưu đãi này với giá như thế này đâu. À, mọi người thấy không, đang rửa nè, bắt đầu nó trắng ra hơn nhiều đó. Cái này là than hoạt tính nên mình cũng không có lo nó là có cái chất gì trong này. Chị cũng tìm hiểu kỹ là trong đây nó có chất gì rồi. Kem ngày có dưỡng trắng không á chị? Có em. Kem ngày phải dưỡng trắng thì nó mới trắng được chứ. Mình phải dưỡng nhiều vô. Chứ mình xài một sản phẩm không á thì nó cũng không có tác dụng nhiều đâu. Mình phải cộng hưởng nhiều sản phẩm cùng một cái hiệu á thì nó mới có tác dụng nhiều. Đó. Mọi người nhìn thử đi. Thấy chưa? Thấy có sự khác biệt không mọi người? Mọi người phải nhìn kỹ nha, nhìn hai tay thì mới thấy được. Một tay vừa mịn hơn, bóng hơn, trắng hơn. Còn tay còn lại hơi đen nha. Hơi đen nha, mình khoe cái xấu của mình ra cũng hơi kỳ. Nhưng mà phải cho mọi người thấy để thôi mọi người không tin. Đó. Một bên trắng hơn, một bên bị sạm. Cái này nó mịn lắm mọi người thấy không? Thấy cái độ mướt của làn da nó căng hơn nhiều so với lúc mà mình chưa rửa là bên này nè. Lúc bên này là chị chưa tắm nè. Nè, nó đen và nó bị, tại vì không tránh khỏi là chị đi ngoài nắng quá nhiều mà làm sao mà da mà nó mướt được. Thì đây là sau khi mà những ngày nắng mình quay ngoài đó thì mình về da nó sẽ đó, mọi người thấy rõ chưa? Đó, bây giờ đừng ai hỏi tôi là có trắng hay không nha, chị trả lời rồi đó. Đây là cách trả lời hữu hiệu nhất, là nhìn vào những cái sản phẩm, những cái tay, bàn tay của chị hiện tại. Đây là kem dưỡng da ban ngày đó, đây là kem dưỡng da ban ngày, chị sẽ xức thử cho mọi người xem. Đây là tắm thôi, còn bây giờ mình xức lên nữa thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ trắng như thế nào, nó bật công như thế nào. Cái này là dạng kem mịn, kem với cái tinh chất rất là mềm mượt nè. Mọi người thoa xong mọi người đó xức ra xong rồi mình tán nhẹ vừa thoa vừa massage luôn để cho nó mau thẩm thấu vô da của mình. Cái làn da nhìn nó mướt không? Đó, trắng không? Mịn không? Chị thấy không á, giống như mùi kẹo á. À đúng rồi, tại vì cái này là có chiết xuất collagen nè, rồi của dâu nữa nè. Và đặc biệt á là có dầu ô liu. Vì cái tinh chất dầu ô liu mới làm cho làn da của mình căng như thế này nè mọi người. Nó bóng và nó căng mượt như thế này. Đó, em nhìn đi. Căng làn da căng lên hẳn luôn. Chưa? Rồi ok mọi người ơi, nói nghe nè. Mọi người á, có tin hay không á, thì mọi người cứ mua về xài thử đi. Chỉ xài một sản phẩm thôi là sẽ biết được liền. Còn á, chị thì chị giống như là cái này là cái ý kiến của mình thôi. Tại mọi người cũng inbox hỏi chị là chị xài cái gì cho da mặt, cho da người, thì chị trả lời cho mọi người thấy sản phẩm nào phù hợp với mình thì cứ mua xài. Cảm ơn cả nhà. Casamita, bye bye.